Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 17 giờ chiều của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay ngày 5 tháng 10 năm 2014 có những nội dung chính như sau. Khối các đơn vị dịch vụ khởi công xây nhà tình nghĩa. Hiệu quả từ công tác giao rừng cho cộng đồng. Phóng sự hội viên hội nông dân làm kinh tế giỏi. Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng ngày vì người nghèo năm 2014, sáng nay ngày 5 tháng 10, khối thi đua các đơn vị dịch vụ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức khởi công trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho một hộ gia đình nghèo tại thôn Hàm Hoa, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Bình. Gia đình anh Phạm Ngọc Linh và chị Hà Thị Liên là một hộ nghèo ở thôn Hàm Hoa, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Bình, có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Anh chị có 3 con nhỏ và hiện tại không có việc làm và vẫn chưa có nhà ở. Hai vợ chồng hiện đang phải tả túc trong một căn lều tạm bợ giữa đông. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của anh chị, qua khảo sát thực tế và được sự đồng thuận của cấp ủy chính quyền địa phương, trong đợt này cả đơn vị trong khối thi đua các ngành dịch vụ của tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ cho vợ chồng anh Phạm Ngọc Linh và chị Hà Thị Liên số tiền 62 triệu đồng để xây dựng một căn nhà mới. Theo đó, căn nhà mới cấp 4 sẽ được xây dựng với diện tích gần 60 m², dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán năm 2015 sắp tới. Bước đầu, đại diện khối thi đua các ngành dịch vụ của tỉnh Quảng Bình đã trao số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình anh Phạm Ngọc Linh và chị Hà Thị Liên để tiến hành xây dựng nhà. Số tiền 32 triệu đồng còn lại sẽ được tiếp tục trao cho gia đình khi thi công hoàn thành. Tại lễ khởi công và trao tiền hỗ trợ, lãnh đạo ban thi đua khen thưởng tỉnh và khối thi đua các ngành dịch vụ của tỉnh Quảng Bình đã đề nghị lãnh đạo địa phương và gia đình cần khắc phục những khó khăn về thời tiết, hỗ trợ thêm ngày công và vật chất để công trình sớm được hoàn thành và bàn giao cho gia đình đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán. Được biết, trong 3 năm trở lại đây, cả đơn vị trong khối thi đua tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng để xây dựng hàng chục ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình người nghèo, gia đình chính sách và có công với cách mạng. Nhằm giúp người dân đến gần hơn với các dịch vụ khám chữa bệnh, kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố Đồng Hới vừa khai trương phòng khám tư vấn chuyên khoa phụ sản kế hoạch hóa gia đình tại 199 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới. Phòng khám được Sở Y tế Quảng Bình cấp giấy phép hoạt động số 92 ngày 16 tháng 5 năm 2014. Phạm vi hoạt động chuyên môn bao gồm tư vấn khám điều trị các bệnh phụ khoa, quản lý theo dõi quá trình phát triển của thai, cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, tư vấn sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Cùng với các đề án chương trình hoạt động chiến dịch truyền thông về dân số của Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình, phòng khám tư vấn chuyên khoa phụ sản kế hoạch hóa gia đình sẽ góp phần xã hội hóa các hoạt động dân số kế hoạch hóa gia đình, từng bước nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn. Nhờ nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ trên nguyên tắc thu đúng, thu đủ, đúng quy định, nên đến thời điểm này, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã nộp thuế gần 1,3 tỷ đồng. Theo báo cáo từ Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới, đến thời điểm này, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã nộp vào ngân sách gần 1,3 tỷ đồng, đạt 86% dự toán năm 2014, tăng 160% so với cùng kỳ năm 2013. Để phấn đấu đạt mục tiêu được giao trong năm 2014 là 1,5 tỷ đồng, thời gian tới Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới sẽ tăng cường công tác quản lý khai thác nguồn thu, đồng thời đẩy mạnh công tác chống thất thu ngân sách, đảm bảo số thu ngân sách từ lĩnh vực khách sạn, nhà hàng tương xứng với sự phát triển của du lịch thành phố. Từ năm 2012 đến tháng 9 năm 2014, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình đã giao hơn 5.200 hectare rừng cho cộng đồng dân cư ở các huyện Minh Hóa, Bố Trạch và Quảng Ninh. Ngay sau khi được giao rừng, người dân đã cùng với chính quyền địa phương thành lập ban quản lý rừng cộng đồng nhằm thực hiện các đợt tuần tra rừng theo định kỳ mỗi tuần 2 lần, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi khai thác trái phép. Đồng thời, các chủ rừng sẽ được hưởng những lợi ích khi tham gia quản lý bảo vệ rừng, đó là được trồng xen các loài cây dễ tán rừng, khai thác lâm sản để giải quyết các nhu cầu gia dụng, được khai thác khi rừng đạt các tiêu chuẩn quy định và được hưởng từ 75 đến 85% giá trị lâm sản, đồng thời được nhà nước hỗ trợ kinh phí để trồng rừng. Được biết, từ nay đến cuối năm 2015, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình sẽ giao gần 7.000 hecta rừng cho cộng đồng dân cư tại 13 xã thuộc vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Nhằm nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân, thời gian qua, chính quyền xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy đã tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ khuyến khích người dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển ngành nghề dịch vụ trên địa bàn. Hiện nay, các tổ chức kinh tế, các hợp tác xã trên địa bàn xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy vẫn duy trì và hoạt động có hiệu quả. Trong đó, các ngành nghề truyền thống như mây tre đan, làm kiểu cõi đã được chú trọng và khuyến khích phát triển, tạo điều kiện thu hút lao động và nâng cao thu nhập cho người dân.
Năm 2013, thu nhập bình quân đầu người ở xã Lộc Thủy đạt 21,5 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 3,8%. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%. Đến nay, xã Lộc Thủy đã xóa hết nhà tạm, đời sống người dân ngày một nâng cao. Để tạo sự bền vững và hiệu quả trong phát triển kinh tế, nhất là phát triển các mô hình nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, xã Lộc Thủy đã phối hợp với các ban ngành đẩy mạnh công tác đào tạo nghề tại chỗ, đồng thời tranh thủ mọi nguồn vốn hỗ trợ để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế từng bước phát huy thế mạnh của địa phương. Những năm gần đây, xã Tiến Hòa, huyện Tuyên Hóa có nhiều cơ chế hỗ trợ khuyến khích người dân đầu tư phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng đàn trâu bò trong toàn xã Tiến Hòa có trên 1.000 con, đàn lợn gần 1.500 con, đàn gia cầm gần 28.000 con. Để phát triển chăn nuôi, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn mở rộng chuồng trại, chủ trồng đầu tư con giống mới, áp dụng các kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến. Tuy nhiên, tốc độ phát triển chăn nuôi của xã Tiến Hòa hiện vẫn còn chậm, chất lượng và giá trị sản phẩm còn thấp, quy mô chăn nuôi còn nhỏ lẻ, manh mún, tư pháp, thiếu quy hoạch. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi còn chậm, công tác phòng chống dịch chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, việc phát triển chăn nuôi chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của xã. Thưa quý vị và các bạn, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng đã và đang được triển khai có hiệu quả ở nhiều địa phương. Trong đó, hội viên hội nông dân là những người đi đầu trong phong trào này. Thực tế cho thấy, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất có quy mô lớn với những cách làm hiệu quả, qua đó giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Đây là trang trại tổng hợp của anh Trần Thanh Tùng, hội viên hội nông dân xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, với quyết tâm làm giàu cùng sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của hội nông dân xã. Năm 2008, anh Tùng đã mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi tổng hợp trên diện tích 2,5 hectare. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, vừa sản xuất vừa đầu tư mở rộng quy mô, nên đến nay gia đình anh đã có một cơ ngơi rộng lớn với trên 170 con lợn nái, lẫn lợn vịt, trên 2.000 con gà. Ngoài ra, để tận dụng nguồn thức ăn chăn nuôi, anh còn kết hợp nuôi vịt, đào ao thả cá. Anh còn trồng cao su, hồ tiêu. Bình quân mỗi năm trang trại của anh cho thu nhập trên 1,5 tỷ đồng. Địa hình địa bàn miền hành cũng có cái thuận lợi so với để phát triển chăn nuôi đó. Từ chỗ này đến miền qua nắm bắt thì tên TV rồi là đài rồi qua mạng internet thì cũng phát triển dần. Đầu thì nói chung mình cũng nuôi chỉ có vài chục con lợn rồi vài trăm con gà, từ cái chỗ đó mình cảm thấy cũng còn lại, từ đó bắt đầu mình cứ mở lòng lên đây là thì giờ là mình cũng có một cái cơ sở ăn tương đối một tí. Hiện nay là có những cái ưu đãi của nhà nước về cái hạ lãi suất, ưu tiên trang trại thì nói chung thì lãi suất thấp, và hai là ra là ngân hàng tạo điều kiện cho mình vay cái vốn là dễ hơn, nên từ cái chỗ đó là mình dễ đầu tư và để phát triển được. Để giúp đỡ nông dân làm giàu, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với các cấp các ngành mở các lớp tập huấn, tổ chức tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả, qua đó làm đổi mới cách nghĩ cách làm của hội viên, góp phần xây dựng các mô hình kinh tế trang trại đạt hiệu quả cao. Từ kinh nghiệm kiến thức có được cùng với nguồn vốn vay ưu đãi của hội nông dân, nhiều hội viên hội nông dân đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất phát triển kinh tế, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mới, cách làm hiệu quả với quy mô sản xuất lớn, tăng nguồn thu nhập ổn định. Hội nông dân cũng xã cùng với huyện đang phát động phong trào thi đua đang phát triển hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn, thì từ cơ sở anh Tùng thì anh em trong là ban chấp hành hội thì đã luôn biểu dương tuyên truyền và để với nhân rộng tạo điều kiện cho các đơn vị có ý thức đến tham quan học hỏi. Hiện nay trên địa bàn xã là có 4 mô hình được huyện là cấp giấy chứng nhận trang trại. Phát huy vai trò của hội nông dân, nhiều hội viên hội nông dân đã không ngừng nỗ lực tăng gia sản xuất, giúp nhau làm giàu chính đáng. Điều này không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại địa phương, mà còn góp phần không nhỏ đối với việc thực hiện các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết chiều và tối nay. Khu vực miền núi mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, sau tăng lên cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, sau tăng lên cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, sau tăng lên cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ.
Dự báo thời tiết biển có mưa vừa đến mưa to và dông mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sau tăng lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m, sau tăng lên 2 đến 3 m.